Dạ vâng, xin chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Tuấn Hưởng Audio. Và trước màn hình nhỏ các bác đây là ba đôi loa đến từ hai thương hiệu rất là nổi tiếng. Của một đôi là đến từ thương hiệu hãng Infinity có ma model là Kappa 7.1i. Và hai đôi còn lại là đến từ thương hiệu hãng BW có ma model là 704. Và ba đôi loa thì đều cập bến tại cửa hàng bên đàm Tuấn Hưởng trong tình trạng là đẹp xuất sắc và zin nguyên bản. Và với cái ma model này, các bác có thể chơi được đa loại nhạc cũng như là các bác có thể kê bày trong những không gian phòng khách, phòng chung cư, phòng ngủ rất hết sức là tiện lợi, rất là sang trọng và lịch sự. Và cũng không để mất thời gian của bác phải chờ đợi lâu, sau đây em Tuấn Hưởng sẽ tiến lại gần hơn cũng như là quay cận cảnh từng chi tiết độ sắc nét của từng đôi để cho các bác cùng trải nghiệm mức độ đẹp của từng đôi ạ. Dạ vâng, đầu tiên thì em Tuấn Hưởng sẽ quay đôi đầu tiên, đó là của hãng Infinity các bác nhé. Đôi này có cái ma model là Kappa 7.1i. Thì hai đôi em Tuấn Hưởng có bỏ sang bên trái và bên phải. Đấy, ở giữa là hai đôi của hãng BW các bác nhé. Đôi này thì đợt trước thì em Tuấn Hưởng cũng đã lên sóng cho các bác rồi, nhưng mà hôm nay thì em Tuấn Hưởng lên sẵn để cho bác hai mẫu loa để cho các bác tiện quan sát cũng như là các bác kê bày trong cái không gian gia đình nhà mình, xem đôi nào phù hợp thì các bác yêu thích lựa chọn cho mình một đôi. Loa của hãng Infinity có mã model là Kappa 7.1i. Đôi này thì cũng là ba loa trên ba đường tiếng các bác nhé. Sử dụng với là một bát 25cm này. Màng này là màng carbon các bác nhé, màng carbon gân mút. Cái gân này đã được cửa hàng BRAM Tuấn Hưởng thay thế bằng cái loại gân rất là xịn, rất là tốt các bác nhé. Gần như những đôi nào có cái gọi là cái màng gân mút này thì đều đã được thay thế các bác nhá. Đấy. Và sử dụng với là một chung đôm. Một chung đôm các bác nhá. Và một chép điện, chép này gọi là chép Emit, chép Emit đây là dòng chép đặc trưng của hãng Infinity. Đấy. Đây loa thì thiết kế với là hình dáng cây cột hết sức là đẹp. Đôi này thì ngoài thị trường thì đang để cho các bác với mức giá là 16 đến 17 triệu đồng một đôi cơ. Nhưng mà trong ngày hôm nay cũng như là trong tại cửa hàng BRAM Tuấn Hưởng đang để và giao lưu cho bác mức giá cực kỳ là tốt, mức giá 13 triệu 500 nghìn đồng. Đấy. Tất nhiên là các bác nào có đến trực tiếp tại cửa hàng BRAM Tuấn Hưởng, BRAM Tuấn Hưởng sẽ để cho các bác mức giá tốt hơn các bác nhé, mức giá 13 triệu. Đấy. Màng carbon này, gân mút và một chung đôm, một chép điện là chép Emit, dòng chép đặc trưng của hãng hãng Infinity. Và ở chính giữa là cửa hàng BRAM Tuấn Hưởng có kê bày đó là hai đôi loa của hãng BW đều có cái mã model là 704. Đây là dòng loa 2N rất là nổi tiếng đến từ thương hiệu của hãng Anh Quốc này. Sử dụng với là một bát 16.5cm các bác nhá, một bát 16.5cm. Và một chung 16.5cm. Và bên trên cùng là một chép đôm. Đấy. Đôi loa thì các bác có thể chơi được đa loại nhạc, cũng như là các bác nghe những dòng nhạc 2M, nhạc vàng, nhạc bolero cực kỳ là hay. Đấy. Đôi loa thì có một cái thông hơi, lỗ thông hơi đằng trước, đó là lỗ thông hơi của loa bass các bác nhé. Những đôi loa như thế này ngoài thị trường thì đang để giao lưu cho bác mức giá 36-37 triệu đồng. Nhưng mà trong buổi tối cũng như là tại cửa hàng BRAM Tuấn Hưởng đang giao lưu cho bác mức giá cực kỳ là tốt. Mức giá chỉ có 34 triệu đồng thôi các bác nhé. Đấy. Đôi loa thì tất cả cửa hàng BRAM Tuấn Hưởng tuyển chọn rất là kỹ lưỡng rồi để phục vụ đam mê cho các bác. Và đây tất cả cũng như là tổng quan về phần hậu của đôi loa các bác nhé. Bên trên của đôi BW nó là cái lỗ thông hơi của loa chung đây ạ. Cửa hàng BRAM Tuấn Hưởng tuyển chọn rất là kỹ lưỡng rồi để phục vụ đam mê cho các bác. Và với cái hai mã model này thì các bác có thể đánh cầu BY hoặc BRAM thoải mái các bác nhé. Rất là tốt luôn. Và một lần nữa thì em Tuấn Hưởng cũng xin được nhắc lại với mức giá trong buổi tối ngày hôm nay. Đó đôi loa của hãng Infinity có mã model là Kappa 7.1i. Cửa hàng BRAM Tuấn Hưởng đang để và giao lưu cho bác mức giá 13 triệu 500 nghìn đồng. Đôi loa của hãng BW có mã model 704, cửa hàng BRAM Tuấn Hưởng đang giao lưu cho bác mức giá 34 triệu đồng. Và cũng như là các bác nào có đang xem kênh của Tuấn Hưởng Audio mà chưa nút đăng ký thì vui lòng cho em Tuấn Hưởng xin một like, cũng như là một nút đăng ký góc phải bên màn hình để được nhận video hay là sản phẩm mới nhất tại cửa hàng BRAM Tuấn Hưởng.
Và video clip buổi tối ngày hôm nay, cửa hàng Bài Đàm Tuấn Hưởng cũng xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bác bất chút thời gian quan tâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo.